Thưa với cảnh chào cả nhà nhá. Ngày mới thì với cảnh chia sẻ một cây dâu da cực kỳ sai quả. Các bạn nhìn này. Các bạn cây tra này, đấy, các bạn trồng trên cương một cống cây quả này thích không? Cây này vành gốc nhé, vành gốc chỗ này là 95, đấy, chỗ này 100, thoát chỗ này 70, đây có tay bàn trà đây, bạn nhìn quả đây, quả sai kinh quá, sai tí quả này, vành này 80 này. Quả này. Này chỉ bảo mỗi năm thu 2 triệu tiền quả. Đây nhà chờ chị còn mấy cây, chị chỉ bán một cây thôi. Ý, quả thích không? Ô cái này xe cẩu vào đây thế nào nhỉ? Đây có đường đây nhỉ? À đây chỗ này. Đây hình như nó có cái hố gì đây nhỉ? Các bạn nhé, các bạn không thích cành này cắt đây, cái này là thoát đây là hai gần 2,5 mét này. Cành trà đây, quả xoay rung đích này, trông đẹp quá cây này. Được bao nhiêu năm rồi? Phải trên chục năm. Đi ngang ấy. Trên chục năm mới được. Trồng quả sướng nhỉ. Thích quá. Dáng đẹp. Bạn nhìn quả này, gia đình không muốn bán quả này. Đấy. Quá nhiều quả luôn nhỉ. Cái gì vậy, trông sướng nhỉ. Này rất là năm vào 30.000 một cân nhỉ. Gần tạ quả. Rồi, gần xong rồi. Đấy, mấy phút nữa. Mình xin số điện thoại và hỏi giá, báo giá luôn nhá. Báo giá công khai cho mọi người nhá. Chay đẹp quá. Quý đấy. À, cây dâu da đấy. Quý quá. Quay hướng nào đây. Vành gốc của 95. Đấy, chỗ này vành hơn 100, chỗ bé nhất là 95 này. Cho nên đến chỗ này là 70 nhưng mà đến chỗ phần chỗ tay cành như là hai gần 2,5 mét. Đây quả đây. Đây cái cành quanh cây bàn trà đấy các bạn. Quá đẹp, dáng thế rồi. Cái chay cái dâu da nhá, không phải.
Ok nhá. Đấy, anh nào mà thích cái đâu ra này thì alo mình nhá. Đấy. Quá đẹp, giá nhà cũng đẹp. Ok, chào nhá, chia sẻ ngắn gọn thôi. Anh nào thích cây chay này alo mình nhá. À, cây dâu da nhá. Đây, cây chay này nhỏ chân dài cái là có khách lấy luôn rồi đây. Rất là hiếm chay này, dâu da là hiếm lắm các bạn. Đấy, cây này hiếm lắm rồi.